Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Máy ảnh Lý Biêu. Kênh YouTube này lập ra với mục đích hướng dẫn các bạn về sử dụng máy ảnh, đặc biệt đối với các bạn mới tập chơi. Nếu thấy clip này hữu ích thì các bạn nhớ ấn nút đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều bạn bè, nhằm mục đích giúp cho cộng đồng yêu thích bộ môn nhiếp ảnh ngày một phát triển. Mình cũng xin giới thiệu Máy ảnh Lý Biêu là một kênh bán hàng uy tín và chuyên nghiệp. Shop mình bán nhiều máy ảnh kỹ thuật số, máy ảnh phim và phụ kiện máy ảnh. Đến với shop Lý Biêu, các bạn có thể tha hồ lựa chọn nhiều và rất nhiều máy ảnh nhé. Các kênh bán hàng của mình có để theo đường link trong phần mô tả. Hy vọng các bạn sẽ yêu mến mình và nhớ follow mình nhé. Ok, hello cô chú anh chủ nha. Chào mừng cô chú anh chị đến với kênh Công an Lý Biêu. Hôm nay thì Lý Biêu sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn về kết nối máy ảnh này với điện thoại smartphone. Trên tay mình đây là chiếc máy ảnh Canon IC430 nha. Và máy này có chức năng là phát Wi-Fi. Và điện thoại smartphone á, đây là cái điện thoại smartphone á, nó có chức năng nhận Wi-Fi từ cái máy ảnh Canon và nó sẽ truyền hình ảnh trực tiếp từ cái máy ảnh này vào trong điện thoại để các bạn có thể là đăng lên các trang mạng xã hội một cách nhanh chóng, tiện dụng. Đối với các bạn sử dụng những chiếc máy ảnh khác thì mình cũng có clip trên kênh của mình rồi, mình có một cái clip hướng dẫn về kết nối Wi-Fi của máy ảnh Canon trên kênh của mình cũng có luôn nha. Thì cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đối với những bạn sử dụng cái máy ảnh này, bởi vì máy ảnh này mình thấy cũng khá là lạ. Nó sẽ khác với những máy ảnh khác một tí xíu. Thì các bạn có thể xem hai clip, clip này mình bạn sử dụng được thì các bạn sử dụng, còn không thì các bạn xem cái clip khác nha. Mình có hai cái clip luôn á. Bây giờ ví dụ như mình sử dụng cái máy này, mình chụp một cái ảnh nè. Rồi mình chụp xong đúng không? Thì mình sẽ bấm vào chữ function nè. À không, các bạn bấm vào chữ nút play là xem lại nè. Sau đó thì các bạn ở đây á, các bạn bấm vào chữ đây, cái hình này là cột Wi-Fi nha. Bấm vào đây nha. Nó kêu mình enter a nickname là cái tên file, tên máy á, tên nickname là cái tên á. Ví dụ mình đây đặt Canon đi. Canon 430 á. Mình đặt gì đặt à. Rồi, đó. Đặt những nó gọn gọn như thôi. Rồi sau đó mình thoát ra. Đó, mình nói nó ok nha. Rồi trên màn hình này nó sẽ có cho mình là những cái chức năng, ví dụ đây là chụp ảnh nè. Rồi bên đây là kết nối với điện thoại smartphone nè. Bên đây là kết nối với máy tính nè. Đây là kết nối với máy in nè. Đây là kết nối internet gì nè. Thì trong đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là kết nối với điện thoại smartphone nha. Còn những cái khác thì các bạn xem thêm giúp mình. Các bạn có thể là bấm vào chỗ này smartphone nè. Add device nè. Add device là kết nối thêm. Các bạn chọn là set camera access point nha. Sau đó các bạn chọn net đi. Lúc này thì cái máy nó sẽ xuất hiện cái này ha. Xuất hiện cái này là cái tên của nó là IC430F-362 gì đó. Còn cái password là 4903512 gì đó, đại khái trên màn hình như thế nha. Bây giờ mình để cái máy này đây. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái điện thoại mình lên. Ở trên điện thoại của mình thì các bạn chọn cho mình là cái CH Play nha. Hiện nay mình hướng dẫn các bạn là điện thoại mình đang là Android nha, mình bấm vào CH Play nè. Các bạn tìm cho mình là Canon Camera Connect nha. Nó sẽ hình cái biểu tượng như thế này, các bạn do cái máy mình đã cài đặt rồi cho nên nó ra như thế này, các bạn bấm mở. Nếu như cái máy các bạn chưa có cài đặt thì các bạn cài đặt nó như bình thường nha, giống như các bạn cài đặt những ứng dụng khác vậy đó. Rồi đặt ví dụ như cái máy các bạn kết nối rồi, xin lỗi là các bạn cài đặt rồi á, thì mỗi lần các bạn tìm, các bạn mở lên, các bạn bấm cho mình chữ Connect nha. Connect và nó hình ra chữ Canon nè, là Canon Camera Connect nha. Đó, các bạn bấm vào đây. Nó hỏi mình này kia không, các bạn bấm nút Agree là đồng ý nè. Các bạn xem hết xong nó mới cho mình Agree là đồng ý nè nha. Các bạn xem hết luôn, rồi Agree là đồng ý luôn. Và nó sẽ ra như thế này. Rồi thì ra như thế này xong thì ở trên cái điện thoại á, ở trên máy ảnh á, nãy giờ mình tắt cái kết nối à, tắt cái connect rồi, bây giờ mình bấm lại nè. Bấm lại đây, bấm vào đây.
Add a device nha. Next. Rồi. Ra như thế này, nó đang phát nè. Các bạn thấy đây, nó đang phát wifi nè. Rồi trên cái điện thoại á, các bạn như thế này nha. Các bạn tắt wifi đi. Bây giờ mình tắt cái kết nối 3G đi nè. Ở đây là kết nối wifi nè. Wifi cái cột sóng như thế này. Các bạn bấm vào đây. Bạn tìm kiếm nha. Nó sẽ dò tìm. Rồi trên đây các bạn thấy có giữ chữ là IC430F gạch 499 nè. Các bạn thấy hai bên nó giống nhau rồi đúng không? Mình sẽ bấm vào chữ IC nè. Nó hỏi mình mật khẩu thì các bạn nhập mật khẩu trên đây là 11453642. Bạn ok nhé. Khi mà nó ok, nó để cái biểu tượng này là kết nối xong rồi nè ha. Các bạn thấy là kết nối wifi với điện thoại là với cái máy ảnh là 430 rồi đó. Rồi thì khi mà vô đây thì các bạn có thể bấm nút function này. App record. Khi mà các bạn kết nối xong thì ở đây nó hỏi là nó thấy cái điện thoại, là cái điện thoại của mình là điện thoại Realme ha. Bạn bấm vào đây, bạn chọn Z nha. Z là đồng ý đó. Khi mà bạn đồng ý thì nó mới cho hai cái này nó kết nối với nhau, còn không là nó chưa được đâu nha. Chọn Z nè. Rồi, hai bên nó bắt đầu nó chuẩn bị nè. Nó kết nối xong là để connected nè. Bên cái máy ảnh nó để chữ connected là ok nè. Còn bên đây là ok luôn nè, không? Bạn bấm vào ok. Rồi xong rồi đó. Sau khi xong rồi thì bên đây nha. Bên đây là dù cái ảnh này mình muốn send nè. Select and send, select là chọn nha. Đầu tiên là mình select and send thì nó sẽ cho mình chọn ảnh. Bây giờ ví dụ mình chọn cái hình cái bàn tay này đi. Chọn hình này nè, một chọn một ảnh. Hình này là hai ảnh nè. Rồi mình chọn hai ảnh để làm cho nó dễ ha. Bấm nút ok nè. Nó hỏi mình resize là mình có cài đặt lại kích thước hay không. Cài đặt kích thước hay không, bởi vì là mình chọn kích thước M2 nè, S là nhỏ nha. M2 là lớn, vừa no là không. Bởi vì là cái hình ảnh mà ở trên cái máy ảnh này là chất lượng cao á, chất lượng cao thì nó khoảng 40 50 gì đó. Thì thường khi mà mình chuyển một cái hình ảnh hoặc cái đoạn phim mà nó chất lượng cao á thì cái đường truyền nó sẽ hơi chậm một tí xíu. Giống như là các bạn mà post ảnh lên trên Facebook á thì nó sẽ yêu Facebook nó sẽ tự động nó chỉnh cái ảnh mình lại là cái dung lượng thấp để cho nó nhẹ ha, giống giống là gì resize là cho nó giảm dung lượng cho nó nhẹ vậy đó. Đại khái là các bạn hiểu như thế nha. Thì bây giờ mình chọn là no luôn đi. No là cho chọn dung lượng cao, tức là mình không có resize, là không có bóp dung lượng lại đó. Các bạn bấm nút send nè. Ở đây send nè ha, bên đây nhận nè. Các bạn thấy nè, bên send là bên nhận, bên send là gửi nè, bên đây nhận nè. Rồi. Hiện nay là mình đã nhận được hai cái ảnh ở trên đây rồi ha, hai cái ảnh từ cái điện thoại nè. Hai cái ảnh rõ ràng không? Rồi mình open photo app là mở mở cái photo app là cái app của riêng đó, hoặc là các bạn mở tại tại đây cũng được. Bạn bấm vào đây đi. Bấm vào đây hình ảnh nè. Thì mình hình ảnh thì bây giờ mình sẽ chọn đây nhé. Album nè. Đây nè. Đó, hai cái hình nè ha. À, hình mình vừa gửi xong nè. Đó. Rõ ràng rất là ok, rất là chuẩn luôn nha. Thì từ cái hình này đã có trên cái điện thoại của mình rồi, mình có thể là bấm vào đây để mình chia sẻ lên là Facebook nè, Instagram nè, Zalo nè, chia sẻ cho bạn bè đầy đủ hết nha. Đó là một cái hình thức là mình gửi ảnh. Rồi mình có thể là bấm vào đây. Disconnect nè, bấm đây nha. Đó là hình thức gửi ảnh nha. Rồi ngoài ra thì cái điện thoại này nó có chức năng điều khiển nữa. Không biết mình có biết có điều khiển được không, mình tắt ra. Đây mình trở lại cái app đây nha. Cái app đây thì bây giờ mình bấm vào chữ camera nè. Email on camera, bấm vào đây. À, mình thao tác trực tiếp trên điện thoại luôn nha. Hiện nay là chữ connect nè. Các bạn thấy trên cái máy ảnh là chữ connect nè không? Ở đây là những cái hình mình đã chụp. Những cái hình này là nó đang đang nằm trên cái máy ảnh này nha, nhưng mà nó hiện lên trên cái điện thoại này để cho mình xem nè. Giống như cái hình mà nãy mình chụp mà nó đỏ đỏ nè, trong cái clip phần 1 mình có thấy nha. Các bạn nếu xem clip phần 1 các bạn sẽ hiểu. Đó.
Thì bây giờ ví dụ như mình muốn chọn cái nào đó, mình bấm ở đây mình chọn nè, chọn một nè, chọn hai nè. Bây giờ mình chọn hình có cái lá này là một, rồi mình chọn hình này nó đi hai, mình chọn hai hình nhé, hình đỏ đỏ đây nè với hình có cái lá để mình dễ hình dung nè. Sau đó nó hỏi mình import hay không. Import là giống như là gửi trực tiếp vào điện thoại đó, thay vì lúc nãy là mình sẽ gửi, mình sử dụng cái máy ảnh này để gửi qua cái điện thoại, bây giờ mình thao tác trực tiếp trên cái điện thoại luôn. Mình bấm nút import nha. Import nó hỏi mình là có là resize hay không, format cái size lại đó. Nếu mình chọn là original này, original là nguyên bản của nó nha, là hình dung lượng cao đó là original. Còn reduce này là sẽ giảm dung lượng lại. Nếu các bạn thích mà dung lượng chất lượng cao, các bạn chọn đó, bạn bấm nút OK. Rồi nó gửi tiếp tục nè, không đang gửi nè. Rồi nó gửi tiếp hai hình là OK, một hình OK hai hình rồi đó. Đó, rất là hay ho luôn nha. Rồi cái đó là gửi hình ảnh, chuyển hình ảnh qua, các bạn bấm vào đây thế này, gửi đi xa nè, gửi đi xa. Rồi cái máy này thì nó cái máy này hình như nó không có cái chức năng là kết nối trực tiếp để mà điều khiển nha, mình không biết nó có điều khiển hay không. Đây rồi, nó không có chức năng điều khiển ha. Một số máy ảnh khác nó có chức năng điều khiển luôn, là tức là mình sử dụng cái điện thoại mình điều khiển cái máy ảnh luôn, nhưng mà thật ra thì nó cũng rườm rà lắm. Bởi vì mà các bạn cứ chụp ảnh ở trên cái bằng cái máy ảnh đi, mình chụp xong thì mình chuyển qua bên cái điện thoại là được rồi. Không, một số máy ảnh này nó có chức năng, ví dụ như là nó nói chức năng, ví dụ như máy ảnh là Canon H SX 60H này thì có nhiều chức năng nè. Mình qua đây là Canon 700 này nó có ít chức năng nè. Qua đây là Canon 100F ít chức năng nè. Qua đây là Canon 430 nó chỉ có 3 chức năng thôi. Đó, 3 chức năng thôi nha. Rồi, ok thì một cái clip sơ lược để hướng dẫn các bạn về cách gửi những cái hình ảnh từ cái máy ảnh Canon IC430 vào trong điện thoại smartphone nhé. Ok, thì cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip này của mình. Thì hy vọng là các bạn sẽ yêu mến mình và ấn nút đăng ký kênh giúp mình nhé. Ok, chào cô chú anh chị nha. Ok, cảm ơn các bạn vừa xem clip nha. Hy vọng đây là một clip bổ ích giúp các bạn hiểu hơn về sử dụng máy ảnh. Thì mình xin giới thiệu các bạn, mình tên là Máy ảnh Lý Bill. Hiện nay mình đang bán rất là nhiều máy ảnh trên kênh Facebook và trên Instagram cũng tên là Máy ảnh Review luôn nha. Thì đây là hai cái kênh của mình. Thì khi nào các bạn có nhu cầu tìm cho mình những chiếc máy ảnh ưng ý đó, thì các bạn có thể ghé vào những cái đường link mình đính kèm. Thì bên mình là một cái đơn vị bán hàng rất là uy tín, rất là chuyên nghiệp. Mình có bán máy ảnh phim, máy ảnh kỹ thuật số và một số phụ kiện liên quan về máy ảnh. Thì mình cũng đã bán hơn 10 năm nay rồi. Khi các bạn có mua máy bên kênh của Lý Bill á, thì sẽ luôn luôn đính kèm đầy đủ các phụ kiện cho các bạn, gồm có máy, pin, sạc pin, thẻ nhớ, đầu độc thẻ nhớ, dây đeo và clip hướng dẫn sử dụng. Thông qua cái kênh YouTube của mình đó, thì các bạn có thể thấy được là cái cách làm việc uy tín và chuyên nghiệp của mình như thế nào. Ok, nếu như thấy clip này hữu ích thì các bạn nhớ ấn nút like, ấn nút đăng ký kênh. Cũng như các bạn nào đã từng mua máy ảnh trên kênh mình á, nếu thấy sự uy tín của mình á, các bạn nhớ thả một lời bình luận để cho kênh mình được phát triển hơn và các bạn đến sau có thể tin tưởng nhiều hơn. Trường hợp các bạn nào thấy được những đóng góp, những chia sẻ của mình hữu ích mà các bạn muốn tặng cho mình một ly cà phê thì các bạn có thể nhấn vào nút chức năng Super Thanks trên YouTube nhé. Ok, mình là Máy ảnh Review. Các bạn nhớ follow kênh mình để biết thêm nhiều thông tin về máy ảnh nhé.